of the snowflake. No! You have slain an enemy! Collect! Killing spree! Explode! Double kill! Tí bạn đang muốn ăn lót đúng không? Chờ tí bình tĩnh. Ôi, ở đây là cái gì đấy ạ? Ở đây là một tình huống núp lùm để Kobo đến từ vị trí của Kazita. Nhưng Kazita Kobo trượt mất rồi. Team bạn chán ra ăn lót và mỡ có được một cái tình huống. Ôi, bắn chiêu một có được mạng của Verlia này. Và đây, ôi, hai thằng tiếp tục kìa. Ôi, tiếp tục là mạng đến từ vị trí của Lolita. Team bạn ăn cái con lót này thôi mà vất vả quá đi. Wow, hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và Aurora đã được làm lại skin cung hoàng đạo bảo bình của cô ta anh em ạ. Và như những gì anh em có thể đang nhìn thấy những cái bước di chuyển của cô em Aurora này. Trước khi mà Mỡ nhận được cái thông tin là Aurora được làm lại cung hoàng đạo bảo bình và đến từ những cái nó giống như kiểu gọi là cái artwork, cái survey ấy, thì rất nhiều, gần như là phải đến 90% cộng đồng Mobile Legends đều rất chê cái trang phục này, bảo là tại sao lại làm lại Aurora bảo bình khi mà cái skin cũ của cái vị tướng này nó đã quá đẹp rồi. Nhưng khi mà Mỡ được tận tay cầm lấy cái skin của Aurora trong cái trang phục bảo bình thì Mỡ phải thừa nhận với anh em rằng là toàn bộ những cái nhận định tiêu cực đến từ cái skin bảo bình của Aurora được làm lại nó đã mất đi bằng sạch. Và đây là một skin rất đẹp của cái cô nàng pháp sư Aurora, nếu như không muốn nói là đẹp nhất ở cái ngoại hình cũng như là cái dáng vẻ của một cái bà hoàng. Anh em hiểu không ạ? Chúng ta không thể so sánh được cái skin này của Aurora với cái skin KOF Cooler Tournament, bởi vì cái trang phục hợp tác giữa KOF nó làm cái cô gái trẻ, nhưng đây là một bà hoàng, là một Aurora bảo bình. Và hiệu ứng kỹ năng của Aurora ở thời điểm hiện tại nó đã là quá đẹp. Nó đẹp từ đòn đánh thường, nó đẹp từ hiệu ứng cực đông, nó đẹp từ hiệu ứng nội tại đóng băng, và nó đẹp đến từ cái bắc băng hủy diệt. Nói chung là cái skin này là một cái skin không còn vết xước, không còn chỗ chê. Và đây là skin đẹp 10 trên 10 đến từ cái cô nàng pháp sư Aurora ở trong cái trang phục gọi là cô hoàng đạo bảo bình này anh em ạ. Nó quá là đẹp, nó đẹp một cách gọi là không vết xước luôn ý. Mà không có một cái lời chê nào để mà có thể nói đến với cái trang phục này luôn anh em ạ. Một cái hiệu ứng skin quá là đẹp. Và ngay lập tức khi mà nhận được thông tin là Aurora bảo bình được làm lại, Mỡ đã ngay lập tức vào trong game rank và mang đi cho anh em gameplay của cái vị tướng Aurora này. Đây sẽ là tình huống đóng băng này. Đây là thả chiêu cuối. Anh em có thể nhìn thấy cái biểu tượng của cung hoàng đạo bảo bình nó được đặt dưới mặt đất một cách rất rõ ràng. Và nhìn thôi chúng ta cũng biết được rằng là đây là skin cung hoàng đạo ở bảo bình, đúng không ạ? Anh em nào mà không chơi game mà anh em gọi là biết một chút về những cái cung hoàng đạo là anh em gọi là nhìn phát là anh em biết ngay đây là cung hoàng đạo gì của cái vị tướng Aurora rồi. Quá là đẹp đúng không anh em? Ở trong trận đấu này là Mỡ sẽ sử dụng Aurora với một cái lối chơi dĩ nhiên rồi. Aurora bên cạnh là bà hoàng băng giá, thì Aurora trong Mobile Legends còn được biết đến với một cái nghệ danh, đó chính là bà hoàng núp lùm anh em ạ. Khi mà cái vị tướng này có được một cái combo khi mà kích đủ 3 cái nội tại, anh em có thể nhìn thấy nó đỏ chót như thế này này ở dưới thanh mana ấy, thì Aurora sẽ có thể mang đến một cái hiệu ứng đóng băng kẻ địch có thể nói là rất là kinh khủng. Ở đây là có, đó là Hanabi thả combo dồn ra thương, Hanabi bốc hơi chỉ trong một đốt nhạc. Và tiếp đó là cái vị tướng Lolita cũng phải hứng chịu nguồn sát thương đó. Team bạn đổ xuống đường dưới là cặp đôi Verlia, kèm theo đó là Kazita. Nhưng team của Mỡ vẫn đang đánh được ở trong cái tình huống này, sẽ là đóng băng, và đó là Verlia dồn sát thương, đánh thương cái nhẹ mang về mạng thứ ba đến từ vị trí của Top Mỡ rồi. Đây là có Kazita, Kazita chảm sát hạ gục đi được, đó là Edith. Tuy nhiên đó chỉ là một cái tình huống lấy 3 đổi 1 quá lỗ đến từ vị trí của team bạn ở trong cái trận đấu này anh em ơi. Đấy,
trong trận đấu này là Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay của Aurora. Và khi mà đối thủ của Mỡ ở trong game này là Kazita thì anh em nên nhớ rằng để mà đối đầu lại với cái con Kazita, anh em phải hiểu được cái bộ kỹ năng của con Kazita. Bộ kỹ năng của Kazita là một cái bộ kỹ năng mà anh em có thể thấy là nó sẽ núp lùm và nó sẽ phải đặt nước trước, nó sẽ làm cái combo là 1-2-3. Anh em hiểu không ạ? Rồi sau đó nếu như là chúng ta bị hất tung thì nó mới đến với cái chiêu cuối, tức là nó phải dùng cái lướt sóng chiêu 1, sau đó đặt nước đến từ chiêu 2. Khi mà anh em dùng hai cái combo này thì cái con Kazita nó sẽ ngay lập tức nó hất tung lên được kẻ địch. Anh em hiểu không? Đó, cho nên là Mỡ sẽ cẩn trọng với những cái tình huống đi vào bụi. Bởi vì anh em phải tưởng tượng nhá, những cái trận đấu mà có Kazita, những cái trận đấu có Yutora, một tình huống dùng chiêu cuối mang tính chất gọi là dụ kèo đúng không? Mỡ biết mà, thế thì để Mỡ lo nốt, dồn sát thương quá mạnh vào đó là cái vị tướng Beleric, và thậm chí là anh ta bật phản kích, anh ta cũng chẳng thở được rồi. Cái nguồn sát thương có thể nói là cực kỳ khổng lồ đến từ cái cô nàng pháp sư này. Đấy, chơi cái con Aurora khi mà đối đầu với cả cái con Kazita ấy, cái con Kazita game này cũng khá là xanh, thì anh em sẽ phải có được những cái tình huống mà anh em đi vào bụi, anh em phải giật ý. Chứ nếu như mà anh em đi thẳng vào bụi mà anh em không biết kẻ địch đang ở đâu thì hoàn toàn anh em sẽ có thể bị hạ gục một cách rất dễ dàng. Và bây giờ là Mỡ sẽ tiếp tục gọi là núp bụi anh em nhá. Game này là phải kiên nhẫn anh em ạ. Hình như là Mỡ thấy ở cái bụi gần nhất là có cái vị tướng Valir. Ở đây là có Kazita. Ở Kazita đi vào bụi anh em này. Ôi vừa khít khi mà combo của Mỡ đủ và hiệu ứng dồn vào là quá đẹp. Tiễn một cái con Kazita có giáp ảo thì phải lên bảng điểm số chỉ trong vòng một đốt nhạc. Và team của Mỡ đang có một tình huống giao tranh ở đây. Và Mỡ đang thấy Beleric anh ta đang khống chế rất nhiều các thành viên bên phía của team Mỡ. Nhưng Mỡ muốn bớ vào vị trí của đó là cái cô nàng Hanabi. Hanabi đang bị Mỡ dồn sát thương, Mỡ hơi tiếc tốc biến. Chết đến không ạ? Ồ không đến à? Ồ chắc là tốc biến đây là đủ đam anh em ạ. Chán ghê, tự nhiên cái phát vừa xong. Ôi bỏ Mỡ rồi. Đó anh em thấy không ạ? Cái combo của Kazita đấy. Cái phát vừa xong Mỡ hơi tiếc skill anh em ạ. Đáng nhẽ ra nếu như mà Mỡ tốc biến lên từ đầu thì có lẽ đó là cái mạng thứ 5 của Mỡ và Mỡ đã không phải lên bàn điểm số ở trong cái tình huống vừa xong. Hơi đáng tiếc. Rồi, cái cách combo của con Kazita, quên mất, cái cách combo của con Aurora ở thời điểm hiện tại nó sẽ là combo 2-3-1 anh em nhá. Combo là 2-3-1 thật nhanh tay vào. Và nhớ rằng khi mà anh em tích combo ấy thì anh em sẽ phải tích combo theo cái kiểu gọi là dùng skill sao cho cái nội tại của anh em thành màu đỏ và anh em này. Đấy, anh em thấy không ạ? Mỡ biết ngay một tình huống mà có lẽ là Kazita, cô ta cũng giật mình. Bởi vì Mỡ đi vào bụi nhưng Mỡ nghĩ thế nào Mỡ lại lùi lại một nhịp. Bởi vì anh em phải biết ý là không có Kazita ở trên bản đồ. Và bất kỳ cái bụi nào mà chúng ta đi vào chúng ta cũng sẽ phải có được một cái tình huống là như vậy. Và sau đó Mỡ xuống đường dưới bất biểu tượng có xúc đi từ vị trí của Hanabi. Nhưng Hanabi cô ta hết mất cái chiêu 1 để mà có thể tự miễn nhiễm hiệu khống chế rồi. Mỡ đã có một cái pha ném combo là quá đẹp hạ gục đi được. Đó là cái vị tướng Hanabi, tiếp đến là Lolita. Và cặp đôi xạ thủ đỡ đòn đường dưới là đã một mình Mỡ bị tiễn cho lên bảng điểm số mất rồi. Một cái trận đấu có thể nói là khởi đầu nó cũng tương đối là mãn nhãn đến từ vị trí của top Mỡ đúng không anh em? Đấy, anh em chơi cái con Aurora này thì anh em phải di chuyển được. Mỡ nghĩ là Mỡ là người chơi rất là gà, cho nên là anh em sẽ cần phải di chuyển được chí ít là phải tối thiểu bằng được Mỡ thì anh em mới có thể phát huy được tối đa sức mạnh của cái con bài pháp sư này. Chúng ta đi vào bụi, chúng ta cố gắng đi giật nhá, đừng đi thẳng vào bụi anh em ạ. Bởi vì nếu như mà chúng ta đi thẳng vào bụi mà chúng ta không có tầm nhìn ý thì rất dễ là chúng ta có thể bị hạ gục. Ở đây là có Valir anh ta đứng trong bụi, Mỡ có thể làm combo nhưng mà Mỡ không có tầm nhìn, Mỡ chỉ làm được thả bi thôi. Còn bây giờ mới làm combo anh em này, sát thương dồn vào là quá tròn trĩnh, thậm chí là dư thừa. Beleric đứng bên cạnh chỉ có gọi là đi chịu trận thôi, chứ không có cách nào để mà có thể có được một cái tình huống mà có thể hỗ trợ đi được đồng đội. Và ở đây là hất tung đến từ vị trí của hai thành viên là Beleric và đó là Lolita. Team bạn rất cứng, Lolita lùi về, anh ta đập choáng lại quá đẹp đi. Team Mỡ đang bị hủy diệt anh em ạ. Nhưng Mỡ vẫn đang đứng ở đằng sau, Hanabi đang được chơi. Mỡ sẽ... Ơ, con Hanabi này hết này. Ơ, nó chưa... Ơi, ôi dồi ôi, nó chưa hết cái miễn nhiễm hiệu khống chế đến từ cái chiêu 1 anh em ạ. Cho nên là Mỡ không thể hạ gục được nên thôi. Không hạ gục đi được thì đừng dướn, lùi về nhà để có được một cái tình huống regen, sau đó quay trở lại ở đường giữa, bắt đầu tích cho mình đó là những cái nội tại anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mỡ bắt đầu tích chữ được cho mình đó là những cái nội tại rồi. Và lúc nào lao ra giao tranh là Mỡ cũng phải có đủ stack đến từ ba cái thanh stack nội tại bên dưới nó chuyển thành màu đỏ chót. Bình thường nó sẽ là màu cam, còn khi mà đủ nó sẽ là màu đỏ chót và nó hình như là có cả tiếng hiệu ứng luôn anh em ạ. Cái trang phục này bây giờ sửa lại cả âm thanh, sửa lại cả tiếng hiệu ứng, nó rất là đẹp luôn. Nó không chỉ là đẹp về ngoại hình, nó còn đẹp cả tiếng hiệu ứng luôn. Và đây là team bạn, ôi Gatoka anh ta nhảy quá đẹp. Mỡ sẽ ném nhẹ một cái gọi là xương đông vào mặt của đó là cái vị tướng Hanabi, sau đó thả cực đông và bắc băng hủy diệt, tức là cái chiêu cuối tiếp tục là một tình huống xương đông bắn chiêu vào hạ gục đi được đó là Valir. Double kill đến từ cái cô nàng pháp sư này, và ở thời điểm hiện tại phút thứ 8 Mỡ có 8 mạng hạ gục rồi.
Trận đầu có thể nói là quá là hoàn mỹ đến từ cái cô nàng Kazita. Như anh em có thể nhìn thấy, cách chơi của Kazita nó là như vậy đấy anh em ạ. Nó cần một chút kiên nhẫn, nó cần một cái sự tinh tế, mà nó cần thao tác nhanh và nhạy cảm đến từ cái cô nàng pháp sư này. Để xem nào. Ô combo kiểu gì vậy má ơi? Combo kiểu combo ngược anh em ạ. Anh em mà cầm con Kazita mà combo theo kiểu 2-1-3 không bao giờ anh em trùng luôn, mà anh em buộc phải combo theo kiểu 1-2-3 anh em nhá. Nhưng mà Karina, ôi dồi ôi, Karina tôi vừa mới nói xong. Ôi dồi ôi, Karina này có vẻ như là không biết chơi anh em ạ. Nên là trận đấu này thôi mình phải đánh cẩn thận để mà end game. Trận đấu này mà xạ thủ team mỡ mà không biết chơi nữa là thua luôn đấy, bởi vì mỡ không cầm xạ thủ mấy game. Trận đấu này mỡ chỉ cầm pháp sư đi chạy qua chạy lại núp bụi đồ các thứ các kiểu để mà đóng băng thôi. Và anh em có thể nhìn thấy ở trong cái trang phục này, cái dáng đi của Kazita cũng rất là kiểu yêu kiều thướt tha, mà dáng đi đúng chất của một quý bà luôn anh em nhá. Nó sẽ không còn cứng ngắc giống như là cái skin Aurora bảo bình ngày xưa nữa, mà bây giờ cái skin này bây giờ nó lại còn có hai cái sợi lông, là hai cái sợi tà áo phía sau, nhìn có thể nói rất là đẹp luôn. Và đây là thả combo hiệu ứng quá đẹp đến từ vị trí của Tôm Mỡ, đóng băng khống chế cứng ngắc và tiễn Verlia lên bảng điểm số. Mất Verlia, team bạn ở đây là còn đó là Lolita, kèm theo đó là Hanabi, thậm chí là Kazita. Kazita làm combo là tương đối đẹp, tuy nhiên là không có trúng ai cả anh em ạ. Team bạn chỉ hạ đi được đó là cái vị tướng Edith mà thôi. Rồi ok, trận đấu này nó vẫn đang tương đối cân bằng đấy. Mỡ cũng không thể nào đảm bảo chắc chắn được rằng game đấu này có thể giành được chiến thắng, nhưng mỡ vẫn đang chơi ổn với KDA 916 ở thời điểm hiện tại. Để xem nào. Ở đây có Hanabi, tốc biến ra chắc là Hanabi sẽ lên bảng điểm số đúng không anh em? Nhưng có vẻ như là đằng sau Hanabi có người, cho nên nếu tốc biến là chỉ có tiền đình mà thôi. Đấy, Hanabi vào đây đúng không? Nó đang vượt giáp bảo, anh em từ từ nha, cho nó hết giáp bảo, nó hết giáp bảo rồi đấy. Ném bi này, dùng chiêu 1 này. Đó, làm chủ trận đấu mạng thứ 10 đến từ vị trí của Tô Mỡ rồi. Ở đây có Kazita và Verlia. Mỡ buộc phải dùng tốc biến nếu như không muốn bị hạ gục, bởi vì mỡ đã bị khống chế làm chậm đến từ cái con bài Verlia kia mất rồi. Một tình huống xử lý có thể nói là bây giờ là mỡ đã bắt đầu quyết đoán rồi. Cầm cái con Aurora này thì anh em nên nhớ là phải cầm cái tốc biến anh em nhá. Anh em cầm cái tốc biến thì anh em sẽ có được cho mình đó là những cái tình huống mà đào thoát cũng như là lao vào dồn sát thương lên kẻ địch. Ở đường giữa là team mỡ đang có giao tranh. Kazita lại một lần nữa muốn bắt vào mỡ anh em ạ, nhưng cô ta bắt hụt mất rồi. Trận đấu này cũng khá là đỏ đi khi mà mỡ liên tục bị Kazita dí vào, nhưng mỡ khá hên. Đây là Kazita, là Verlia thêm Beleric, mỡ sẽ dùng chiêu cuối đóng băng kẻ địch lại và sau đó lao vào dùng cái cực đông để mà hạ gục đi được anh chàng Verlia. Tiếp đến là đồng đội của mỡ là Moscow cũng đã tiễn Beleric lên bảng điểm số rồi. Phút thứ 11 đối với cá nhân của mỡ mà nói là 11 bạn anh em ạ. Và tiện đường công tác thì team của mỡ ping ra unlock. Mỡ sẽ không ra lot cùng với team đầu, mỡ sẽ đứng ở trong bụi để kiểm soát cái tầm nhìn, cũng như là đứa nào đi ngang qua đời mỡ là mỡ cho một combo thôi. Chưa có ulti anh em ạ, tôi thì làm hai skill vậy. Ôi anh em nhìn kìa, chí mạng sát thương chuột, chí mạng sát thương phép hai lần nổ lên và bắn thường cái nhẹ là Hanabi đã lên bảng điểm số một cách cực kỳ giật mình. Có lẽ là Hanabi không kịp phản ứng ở trong tình huống vừa xong. KDA của mỡ thời điểm hiện tại đang là 11 mạng và tổng mạng team mỡ nó đang là cái con số 21. Trận đấu này mỡ quá xanh, và bởi vì xanh đến là như vậy cho nên là mỡ sẽ lên những cái món đồ mà mang đến một cái nguồn sát thương phép khổng lồ về giai đoạn giữa cũng như là cuối game anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Đi vào bụi là chúng ta phải đi giật thế anh em ạ. Để tránh những cái tình huống có Kazita núp bụi, nó cứ chờ chúng ta đi vào bụi là nó làm combo thôi. Nhưng ôi, chiêu cuối đến từ vị trí của Lolita ở trong trạng thái ẩn thân và đang dồn sát thương vào các thành viên bên phía của team mỡ. Nhưng mỡ thả ultimate quá đẹp, tiễn Beleric bay màu. Ở đây là Lolita buộc phải tốc biến lùi về. Kazita lao ra hất tung đi được hai thành viên của cô ta, kèm theo đó cái chạm sát nhưng không hạ gục đi được Edith, kèm theo đó là gà tốt anh em ạ. Team của mỡ trận đấu này có hai con tanker cơ. Có ở đây là Hanabi, nhưng Hanabi nhìn thấy mỡ là chạy mất dép, nhìn thấy Aurora bảo bình là chạy mất dép luôn anh em ạ. Trận đấu này nó vẫn đang diễn ra theo chiều hướng có lợi dành cho cá nhân mỡ, và trong tình huống này mỡ sẽ tốc biến vào anh em nhá, để mà lấy thêm một mạng hạ gục nữa, đó chính là Hanabi. Tốc biến vào thả combo Hanabi lên bảng đếm số, nhưng rất may cho mỡ là không có nước đến từ vị trí của Kazita. Kazita lao ra nhưng không có nước, và đó là cái mạng thứ 14 rồi, mỡ vẫn chưa phải lên bảng đếm số đâu anh em ạ. Trận đấu này về cơ bản nó vẫn đang diễn ra một cách vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên mỡ vẫn đang kiểm soát, mỡ vẫn đang control được cái thế trận này anh em ạ. Nhưng mà có vẻ như là team mỡ thì cũng đã lên bảng hai người mất rồi. Trong khi đó thì trụ đường trên đã bị Moscow lấy đi, anh em thấy không? Ba đường của team bạn đã là bay màu mất rồi. Và mỡ bây giờ là mỡ vẫn đang núp lùm ở đường trên, sau đó đi xuống bị Kazita phát hiện đi được tầm nhìn. Và mỡ sẽ có mặt ở đây anh em ạ. Từ từ nha, từ từ, bình tĩnh nha. Team bạn đang muốn unlock đúng không? Chờ tí bình tĩnh. Ôi, ở đây là cái gì đấy ạ? Ở đây là một tình huống núp lùm để combo đến từ vị trí của Kazita, nhưng Kazita combo trượt mất rồi. Team bạn tràn ra unlock và mỡ có được một cái tình huống. Ôi, bắn chiêu 1 có được mạng của Verlia này. Và đây, ôi, hai thằng điên tung kìa.
Ôi, tiếp tục là mạng đến từ vị trí của Lolita. Team bạn ăn cái con lót này thôi mà vất vả quá đi. Mặc dù đã ăn đi được lót nhưng mà team bạn cũng đã phải bỏ lại hai cái con hỗ trợ có thể nói rất khó chịu, đó chính là Valia kèm theo đó là Lolita. Và với việc ăn đi cho mình đó là cái con lót này, chắc là team bạn cũng không có cái gì nó quá là xi nhê lắm đâu anh em ạ, bởi vì team bạn bị lủng ba đường mất rồi. Rồi để xem nào, có Karina. Karina đang bị Hanabi bắn, nhưng vấn đề là Hanabi không bắn được vào Karina ở trong trạng thái chưa một. Và cái con lót này thì mỡ nghĩ là sẽ phải tìm cách thủ lót trước đã anh em nhá. Ăn đi cho mình đó là cái con bùa tím bên phía phần rừng của team bạn, sau đó về nhà regen lại cái lượng máu kèm theo đó là cái lượng mana để mà chúng ta gọi là tiếp tục chơi với team bạn anh em nhá. Có Gatot ở đây, anh ta đang có được những cái tình huống gọi là bật phản kích lên và anh ta chơi rất nhiệt tình, thậm chí là anh ta đang 1-3, 1-4 và mỡ đến rồi anh em ơi. Combo của mỡ đến Lolita còn không chịu nổi. Cái dự khiên của Lolita có thể chắn được cái skill 1 của mỡ nhưng mà không thể chắn được cái skill 2 anh em ạ. Tiễn Lolita lên bảng điểm số. Có đó là cái vị tướng Beleric. Beleric anh ta làm gì đấy ạ? Ôi anh ta chạy áp sát để mà trói chân mỡ anh em ơi. Anh ta muốn phản kích nhưng anh ta không làm được cái điều đó. Rất may mắn đến từ vị trí của mỡ anh em ạ. Trong khi đó thì ở đường trên thì Edith đang truy kích vào vị trí của đó là Hanabi. Trận đấu này ơ kìa, sao tự nhiên cái con Karina lao vào Citrus là như nào? Thậm chí là cả Edith, ông Edith ông lùi đi. Ông phải lùi ra đây tôi mới combo được chứ. Đấy, ông phải lùi ra đây tí là cái con Hanabi lên bảng điểm số rồi. Nhưng mà Edith anh ta lùi hơi muộn anh em ạ. Trận đấu này phút thứ 17 rồi nhưng mà nó vẫn chưa hề ngã ngũ một chút xíu nào cả. Nhưng ở đây mỡ phát hiện ra được đó là Lolita. Lolita ỉ anh ta là tanker nhưng cái combo của mỡ nó đã vượt quá cái ngưỡng sức mạnh chịu đựng của Lolita rồi. Lolita lên bảng điểm số. Tiếp đến là cái vị tướng Beleric mất hai tanker rồi. Thì thôi chắc ra ăn lót nhở. Hay là ra end game đây, mất 3 thành viên rồi, thôi end game anh em ạ. Gatot Kaka anh ta nhảy dưỡng sinh, anh ta nhảy tại chỗ. Mỡ có tốc biến trong cái tình huống này, tích lũy cho mình đó là cái nội tại và đây sẽ là một cái tình huống lao vào để mà có thể end game được sớm anh em nhá. Lao vào một tình huống đóng băng được đó là Valia. Anh ta sống dậy và anh ta bị hạ gục, bản thân mỡ có được cho mình 17 mạng rồi và rất may là end game trong chiến thắng. Yes. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Aurora Bảo Bình. Anh em thấy cô nàng ở trong cái trang phục mới này đẹp không? Nếu có thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nhá. Peace.